Trong ấn tượng của những người yêu Tây Du Ký, Sa Tăng là một đồ đệ chất phác, trung hậu, siêng năng, cần mẫn. Nhưng trong lần đầu tiên xuất hiện, Sa Tăng lại mang vẻ ngoài của một con yêu quái hung tợn, đầu tóc rối bù, lại đeo trên người 9 chiếc đầu lâu. Tại sao lại là 9 chiếc đầu lâu? Và 9 chiếc đầu lâu đó là của ai? Một chi tiết những tưởng chỉ là yếu tố phụ để khắc họa sự hung bạo của một nhân vật trước khi được hóa độ. Nhưng đằng sau nó là ẩn chứa câu chuyện về con đường tu hành của Đường Tăng qua nhiều kiếp luân hồi. Chuỗi đầu lâu hóa giải duyên tu hành. Sa Tăng vốn là Quyển Liêm đại tướng trên thiên đình, là vị thần trông coi xe loan ở điện Linh Tiêu. Năm xưa, ông vì vô ý làm vỡ chiếc chén lưu ly ở hội Ban Đào mà bị đầy xuống hạ giới, khoác lên người hình dạng yêu quái. Sau khi bị đầy, Sa Tăng trú ở sông Lưu Sa. Vì để tránh né khổ hình của thiên giới nên phải ẩn nấp dưới đáy bùn, lâu ngày không được thấy ánh mặt trời, tâm tính của hắn dần dần cũng trở nên ma biến. Vì miếng ăn qua ngày mà tàn hại bách tính nơi đây, dân lành bên sông Lưu Sa sống trong cảnh khốn đốn vì con yêu quái ăn thịt người này. Dưới đây là đoạn mô tả Sa Tăng khi y xuất hiện và giao chiến với Trừ Bát Giới. Đầy đầu tóc đỏ rối bay tung, hai mắt tròn xoe tựa đèn lồng, chẳng rám chẳng xanh da xám ngắt, như vang như dội tiếng chuông đồng, áo lông ngang mặc màu vàng thẫm, đai sợi đôi vòng sắc trắng bông, chín cái sọ khô đeo trước cổ, tay cầm bảo trượng rất oai phong. Do đó cũng không khó để đoán rằng 9 chiếc đầu lâu khô đó là chiến lợi phẩm của Sa Tăng. Về điều này, Sa Tăng đã giải thích cặn kẽ cho Quán Âm Bồ Tát rằng: "Con ở khúc sông này đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Trước đây đã có mấy người đi lấy kinh qua đây, họ đều bị con ăn thịt tất. Phàm đầu lâu của những người bị con ăn thịt còn vứt cả xuống sông Lưu Sa, chúng đều chìm nghiệm xuống đáy. Thứ nước này đến chiếc lồng ngỗng cũng không nổi được, do chính chiếc sọ của những người lấy kinh này cứ nổi lên bền trên mặt nước, không sao chìm được. Con lấy làm lạ lắm, bèn sau chúng lại thành một chuỗi, lúc rỗi rãi đem ra nghịch chơi." Trong vở kịch Tây Du Ký thời nhà Nguyên, nhân vật Sa Tăng cũng nói: "Có một tăng nhân phát nguyện tới Tây Thiên thỉnh kinh đã đi qua đây. Sao hắn có thể đi qua được sông này của ta chứ? Vậy là ông ta đã làm hòa thượng 9 đời và bị ta ăn thịt cả 9 lần. 9 cái đầu lâu ấy giờ vẫn ở trên vòng cổ của ta." Lại nói, trong Tây Du Ký có một chi tiết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là việc Đường Tam Tạng là Kim Thiền Tử chuyển sinh. Ông vốn là đệ tử của Phật Tổ Như Lai, nhưng vì khinh mạng Phật Pháp mà bị chuyển sinh tu luyện lại từ đầu. Kim Thiền Tử tu luyện đã trải qua 9 kiếp mà vẫn chưa được chân kinh. Hóa ra là vì mỗi lần ông đi đến Lưu Sa Hạ thì đều vong mạng. Đến kiếp chuyển sinh thứ 10, ông chính là Đường Tam Tạng tiếp tục hành trình thỉnh chân kinh. Đường đến Tây Thiên nhất định phải vượt qua Lưu Sa Hạ. Duyên đã kết, âu cũng là cần phải giải vậy. Cho nên, Bồ Tát đã nói với Sa Tăng: "Nhà ngươi cứ đeo chuỗi đầu lâu ấy vào cổ, đợi khi người lấy kinh tới, sẽ có việc dùng ngay." Vậy thì tại sao Sa Tăng lại được bố trí ở Lưu Sa Hạ để khiến con đường tu luyện của Kim Thiền Tử 9 lần đứt đoạn? Và tại sao Bồ Tát lại cho con yêu quái hung tợn này cơ hội được hóa độ? Câu trả lời nằm ở lai lịch của Sa Tăng trước khi trở thành Quyển Liêm đại tướng. Đây cũng là chi tiết mà phim ảnh không nhắc đến, nhưng lại là chỗ tháo gỡ mối nhân duyên này. Trước khi trở thành Quyển Liêm đại tướng,
Sa Tăng cũng từng là một người phàm trải qua hành trình tu luyện gian khổ mới có thể bước vào thế giới của thần. Truyện chép rằng: anh hùng lừng tiếng khắp đầu đầu, hào kiệt con nhà thật ra dáng, muôn nước chín châu đều có mặt, năm hồ bốn biển vẫn rong chơi. Dày công tu luyện lòng cao thượng, lên tận linh tiêu bái ngọc hoàng, thượng đế vui lòng liền hạ chỉ, Quyển Liêm đại tướng sắc ban ra. Thiên môn các tướng đều tôn trọng, cội sốc linh tiêu bậc nhất ta. Có thể thấy, để đạt được vị trí thuộc hàng bậc nhất tại Linh Tiêu Điện, Sa Tăng đã phải chịu khổ cầu đạo ở muôn nước chín châu, ngày đêm luyện tập rất chuyên cần. Thế nhưng, ông chỉ vì bất cẩn làm vỡ chén lưu ly mà phải chịu đọa đày dưới trần gian, không được mang thân người, lại còn bị phi kiếm đâm người đều đặn mỗi tuần. Bao nhiêu công tích chỉ vì chút tư tâm mà bỗng chốc hóa thành không. Điều này chẳng phải rất tương đồng với Kim Thiền Tử, người đã đắc được pháp nhưng vì khinh mạng mà đánh mất quả vị của mình, để rồi phải trải qua muôn trùng kiếp nạn mới được trở về. Tu luyện thành thần không phải là con đường dễ dàng. Nếu không biết quý trọng, cũng không đối đãi nghiêm túc, thì có thể vụt mất cơ duyên quý báu lúc nào không hay. Sa Tăng ở sông Lưu Sa cản trở con đường tu luyện của Kim Thiền Tử cũng chính là muốn gửi gắm thông điệp này. Lại nói về Lưu Sa Hà, đây là nơi lòng ngang không nổi được, hoa lao cũng phải chìm. Đó chính là nơi mà người trần mắt thịt không thể nào vượt qua. Đường Tăng dẫu sao vẫn là một người đang tu luyện, trên thân còn nặng phàm tâm, thế nên một tấc một bước cũng khó đi. Trừ Bát Giới hay Tôn Ngộ Không, dù có thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể nào cõng sư phụ qua sông. Đại Thánh nói: cấp Thái Sơn nhẹ như hạt cải, dắt người phàm khó thoát bụi hồng. Nhưng có một chi tiết thú vị, đó là chính chiếc đầu lâu của Kim Thiền Tử vì sao lại có thể nổi lên, cũng như Sa Tăng vì sao có thể vẫy vùng ở con sông hung hiểm này. Hai chi tiết này cho thấy các kiếp tu hành của họ đều là không uổng phí, Phật tính hay thần tính vẫn còn, nên họ vẫn còn cơ hội tu luyện và đích thân được Bồ Tát hóa độ. Do đó, Bồ Tát khi cử Mộc Tra Huệ Ngạn đến giải nạn cho thầy trò Đường Tăng đã nói: nhà ngươi mang hồ lô này đi ngay với Tôn Ngộ Không đến Lưu Sa Hà. Ngươi chỉ đứng trên mặt nước gọi một tiếng Ngộ Tịnh là hắn ra ngay. Trước hết dẫn hắn đến quy y Đường Tăng, sau thì tháo chính cái sọ hắn đeo trong người bày thành cửu cung, để hồ lô vào giữa sẽ thành một con thuyền để đưa Đường Tăng sang sông Lưu Sa. Huệ Ngạn y theo lời Bồ Tát, năm thầy trò nhẹ nhàng vượt sông. Đến đây thì mối duyên tu hành đã được hóa giải, chính chiếc đầu lâu hoàn thành xong nhiệm vụ thì liền hóa thành chính vệt gió âm biến đi mất hết. Khi nói Sa Tăng vẫn còn thần tính nên được hóa độ, có lẽ sẽ có người cảm thấy nực cười. Yêu quái ăn thịt người mà lại có thần tính. Chuyện này quả thực không nực cười chút nào. Mỗi một sinh mệnh tồn tại đều có thần tính cùng với ma tính. Không phải con yêu quái ăn thịt người nào cũng có cơ hội được đắc cứu, mà chính là cần phải xét xem âm đức của nó đã tích lũy qua các đời, cũng như coi xem trong tâm nó thật sự có còn Phật tính hay không. Trong video tiếp theo về lai lịch của yêu quái hạ phàm, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về điều này.
Satan vẫn còn thần tính nên mới thụ nhận lời khuyến thiện của Bồ Tát. Và trên suốt hành trình tu luyện, chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh của một đồ đệ cần mẫn, hiền lành, giao nghĩa khí, coi trọng ân nghĩa. Trong kiếp nạn ở nước Bảo Tượng hồi thứ 13, dù bát giới nản lòng muốn bỏ cuộc, Satan vẫn một dạ theo thầy. Lão Sata ở cùng sư phụ bấy lâu nay cũng chẳng có công lao gì để báo đáp sư phụ. Hôm nay cũng đã bị trói ở đây thì mang cái mạng này đền ơn sư phụ vậy. Cuối cùng trải qua 81 kiếp nạn cùng đường tăng, Satan đắc được quả vị kim thân là hãn. Điều này chẳng phải nói lên rằng dưới sự từ bi của Phật Pháp, thần tính được tỏa sáng mà tính bị tiêu biến hay sao? Quả thật là nước chảy đại cát tìm chân tính, duyên kết duyên khai nối tu hành.